Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn một sản phẩm thuốc trừ sâu đặc biệt và hiệu quả cao, đó chính là Resogen 5EC. Chứa các hoạt chất chính đó chính là abamectin, là một chất diệt sâu sinh học, hoạt động theo cơ chế đó chính là làm tê liệt hệ thần kinh của côn trùng gây hại. Từ đó ta có thể ngăn chặn chúng ăn và tiêu diệt chúng một cách nhanh chóng. Làm tê liệt và tiêu diệt sâu đục thân gây hại cho cây trồng như cây lúa, cung cấp giải pháp hoàn hảo để kiểm soát sâu cuốn lá, giúp bảo vệ sức khỏe của lá cây, đặc trị nhện dế gây hại trên nhiều loại cây trồng, diệt trừ được bọ chỉ hại cây dưa hấu, giúp cải thiện chất lượng và năng suất, đặc trị các loài sâu xanh, rệp muội, bắp cải, bọ xích hại vải thiều, bọ cánh thơ, sâu khoang và sâu ăn lá hại cây điều. Pha 2-4 ml thuốc cho 10 lít nước, lượng nước vuông là 500-600 lít nước cho 1 hectare. Và con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsưhui.vn.